là cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã giao khi tiếp nhận tin báo đã giao cho phòng cảnh sát hình sự. Đấy, thì đã phát đi cái thông báo truy tìm nạn nhân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản tới tài khoản không gian mạng có tên là Tuấn Huấn Hoa Hồng. Thì sau khi chúng tôi phát đi những thông tin để tìm bị hại thì đã có một cái bị hại đến để trình báo, và xuất phát từ cái vấn đề trình báo đấy chúng tôi đã xác lập án để đấu tranh và xác định đây là một ổ nhóm tội phạm có tổ chức. Và kết quả là chúng tôi cũng đã khởi tố bắt giữ 14 bị can về 5 cái nhóm tội danh: một là lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hai là mua bán bộ phận cơ thể người, ba là đánh bạc, bốn là tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, năm là mua bán trái phép chất ma túy. Trong đó có 7 bị can bị khởi tố về lừa đảo chiếm đoạt tài sản để dưới hình thức gián danh các tài khoản mạng liên quan đến Huấn Hoa Hậu để cho vay tín chấp. Căn cứ vào kết quả điều tra thì bước đầu xác định phương thức thủ đoạn về hành vi phạm tội của các đối tượng như sau: lợi dụng việc Bùi Xuân Huấn, tên thường gọi là Huấn Hoa Hậu, sinh năm 1985, thường trú ở căn hộ 1208 tòa S208 Vinhome Ocean Park, Đa Tốn, Gia Lâm, là cá nhân có nhiều người theo dõi trên trang mạng xã hội, thường xuyên phát trực tiếp và đăng tải các hình ảnh video khoe khoang của cải vật chất, khoe các mối quan hệ với các đối tượng xã hội. Các bị can đã lập các tài khoản Facebook, Zalo giả liên quan là Huấn Hoa Hậu, tức là nó giả liên quan đến Huấn Hoa Hậu, hoặc mua lại các tài khoản Facebook và tài khoản Zalo được đăng ký từ trước, sử dụng hình ảnh của Bùi Xuân Huấn để đăng tải chạy quảng cáo hỗ trợ vay vốn, vay từ 30 đến 500 triệu đồng, thủ tục nhanh gọn, tư vấn nhiệt tình, kết bạn qua Zalo số máy điện thoại để được tư vấn. Người sử dụng mạng xã hội Facebook kết bạn qua Zalo theo số điện thoại các đối tượng đăng trong quảng cáo, sau đó các đối tượng đưa ra các lý do khác nhau để lừa đảo các bị hại chuyển tiền phí đặt cọc, phí bảo hiểm, phí giải ngân tài khoản để chiếm đoạt tài sản.